ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già rồi mà vẫn không có lấy mụn con để nối dõi. Cho đến một hôm, bà đi đường cẩn thận nha. Đây, bà cầm thêm cái bánh này đi. Đường xa, từ đây sang thôn hạ cũng phải tối mới đến. Có gì đói bụng, còn có cái mà ăn. Thôi, tôi sang nhà bà dậu thì nhà bà ấy cũng chuẩn bị cơm nước cả rồi. Ông để ở nhà đi. Thôi, bà cầm lấy rồi lên đường cho sớm. Vâng, vậy tôi đi nha. Trời ạ, cứ nghĩ mình đã khổ rồi mà còn có những phận đời khổ hơn thế này. Cụ ơi, chắc cụ đói bụng rồi phải không? Cụ cầm cái bánh này ăn tạm nha. Cảm ơn. Nhà bà ở đâu? Sao bà lại ngồi đây thế này? Tôi đi thăm đứa con ở miền Tây. Nhưng hôm qua ngang qua đoạn sông, làm trôi hết đồ đạc rồi. Đây, bà cầm lấy, mặc thêm vào đi. Đường còn xa, bà phải cố gắng nha. Tôi chỉ giúp bà được có vậy. Cảm ơn bà lắm. Nhân tiện đây, tôi muốn nói với bà một điều này. Có chuyện gì vậy? Ngày mai, trên đường trở về, bà hãy vào núi ngắt một bông hoa màu trắng, mọc đơn độc trên phiến đá, và mang về nhà, để dưới cái gối nơi đầu giường nha. Ngắt một bông hoa màu trắng ngư, để làm gì ạ? Bà cứ làm theo lời tôi, nó sẽ giúp cho mong ước bấy lâu nay của bà thành hiện thực. À, vâng, vâng. Ngày hôm sau, bông hoa màu trắng này có phải là bông hoa mà bà lão đó nói không nhỉ? Mùi thơm của nó cũng thật là đặc biệt. Nếu như nó có thể giúp cho mong ước của mình thành hiện thực thì tốt biết mấy. Nào, bông hoa trắng của ta, ở đây với ta nha. Thời gian sau, sau khi bà Sáu ngắt bông hoa đem về gối đầu giường, ít lâu sau bà có mang, khiến hai vợ chồng già vô cùng sung sướng. Thế nhưng ngày đứa con chào đời cũng là ngày mà người chồng của bà ra đi mãi mãi. Ông ơi, chúng ta có con rồi đây này, thế mà sao ông lại bỏ tôi mà đi? Ông ơi. Bà Sáu, bà bình tĩnh lại đi. Số phận không may mắn đã định thì giờ khóc than ông ấy cũng có trở lại được đâu. Hãy gắng sống nuôi nấng con cái thành người bà. Bà nói phải, tôi còn phải chăm sóc cho đứa con này nữa. Nhưng xót thương cho chồng tôi mong cầu mãi mới có một mụn con, thì chưa kịp hưởng chút niềm vui cha con đã phải lìa đời. Từ nay mẹ sẽ thay cha chăm sóc con đến nơi đến chốn. Con ngoan của mẹ, mẹ gọi con là Kinh Thầy nhé. Vài năm sau, nhiều năm sau, Kinh Thầy lớn lên thành một cậu bé kháu khỉnh, thông minh vô cùng. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bà Sáu qua đời. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tội nghiệp đứa nhỏ, còn bé thế mà mất cả cha lẫn mẹ. Dầu đạo sĩ hãy làm lễ siêu thoát cho mẹ nó. Đứa trẻ này có số mệnh khác người, nó sẽ làm nên chuyện lớn. Nếu như nó không còn người thân, ta sẽ thu nạp nó làm đệ tử. Con ngoan, hãy đi theo ta. Từ giờ ta sẽ nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Dạ.
Kính thầy, nội công của con vẫn chưa được tận dụng hết, con phải tập trung vào. Dạ vâng, thưa sư phụ. Khi sử dụng phép thuật, điều khiến phép thuật mạnh nhất chính là tâm trí của người dùng. Con cần phải tập trung toàn bộ tâm trí vào. Vâng, thưa sư phụ. Thời gian gần đây, trùng đen ngày càng hoành hành, phá phách người dân phương Bắc. Con cần phải cố gắng hơn để nâng cao phép thuật, còn đi diệt trừ trọng ác giúp dân. Dạ thưa sư phụ, con nhất định sẽ rèn luyện và sớm tiêu diệt con trọng ác đó ạ. Kinh thầy chăm chỉ luyện tập ngày đêm, chẳng mấy chốc, từ một đứa trẻ, kinh thầy giờ đây đã là một thanh niên 18 tuổi, cao to, vạm vỡ. Thời gian sau, ta nghĩ cũng đã đến lúc con lên đường tiêu diệt trùng đen rồi. Càng chần chừ thì người dân sẽ càng thêm khổ. Dạ, con đã sẵn sàng thưa sư phụ. Đây, con cầm lấy. Đây là thanh gươm thần, có nó trong tay, con sẽ dễ dàng đối phó với trùng đen hơn. Vâng, thưa sư phụ. Đây chẳng phải dùng kinh môn hay sao? Trước kia ở đây trù phú, ruộng đồng xanh mướt kia mà, sao giờ lại ra thế này? Trùng đen, ta không tha cho ngươi đâu. Hồ này hết nước, chắc chắn trùng đen sẽ theo đó mà tới. Nào, ngoan ngoãn tới đây xem nào trùng đen. Ngươi đây rồi, nào, đến đây. Thầy và rồng đen giao chiến ngày đêm không phân thắng bại cho đến ngày thứ ba. Vì quá mệt mỏi, kinh thầy bị rồng đen quật đuôi trúng người khiến chàng ngã lăn ra đất. Bất ngờ thay, ngay lúc đó một quả đào sáng chói hiện lên bay đến trước mặt kinh thầy. Ồ, ta thấy sức lực mới tràn trề khắp cơ thể, phải nhân dịp này tiêu diệt rồng đen thôi. Trận giao tranh đến ngày thứ năm thì kinh thầy đâm trúng mắt rồng đen, rồng đen liền gục xuống. Diệt trừ rồng xong, kinh thầy vươn vai lấy tay làm mai đâm xuống đất, xẻ ra thành dòng sông lớn vòng vèo để cho làng nào cũng được uống. Từ đó dân các làng đặt tên cho dòng sông ấy là sông Kinh Thầy để nhớ công ơn chàng. Tiết học ngoại khóa. Chúng em chào cô ạ. Ừ, cô chào các em. Mau vào lớp chuẩn bị cho buổi ngoại khóa hôm nay nhé. Chúng ta sẽ học ở sân thể dục nhé. Vâng ạ. Phải làm sao để truyền tải bài học về phẩm chất đạo đức này đến các cô bé, cậu bé một cách gần gũi và dễ hiểu nhất? Nên tìm một hình tượng cụ thể để tụi nhỏ có thể hình dung và ý thức được khi lớn lên chúng phải trở thành trụ cột vững chắc như vậy. Đúng rồi, chính là đây. Thân cây bạch dương cao vút, vững chãi, đương đầu với giông bão. Đây chính là một hình tượng sống về trụ cột. Thật tuyệt, bên cạnh lại có cây du, một hình ảnh dễ hiểu cho bạn trẻ so sánh. Cậu biết đề tài ngoại khóa chưa? Hôm qua cô giáo thông báo rồi mà, lớn lên cần phải là trụ cột. Nhưng trụ cột là gì? Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Ừ, trụ cột là gì? Chúng tớ cũng thấy khó hiểu. Cô giáo đến kìa, trật tự đi các bạn. Chúng em chào cô ạ. Cô chào các em, lớp mau ổn định để chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Vâng ạ. Như vậy, các em đã hiểu được trụ cột phải là vững chắc và có khả năng chống đỡ, phải không nào? Do vậy, các em phải phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành trụ cột cho gia đình, cho non sông tươi đẹp của mình. Vâng ạ, thưa cô. Các em nhìn cây bạch dương kia nhé. Vươn cao, thẳng đứng, chắc chắn có thể đương đầu, đứng chắn khi có gió táp, bão bùng. Có thể nói, bạch dương chính là hình ảnh một trụ cột trong thiên nhiên đấy, các em. Vậy, lớn lên các em có muốn trở thành trụ cột như bạch dương không? Có ạ, còn cây du bên cạnh các em thấy sao?
Cây du này bé nhỏ, thân lại cong queo, chẳng có một chút khí phách nào. Đấy, các em xem, đứng cạnh cây bạch dương, trông nó mới tầm thường làm sao. Lớn lên, đừng ai như cây du kia nhé. Thưa cô, lớn lên chúng em nhất định sẽ trở thành trụ cột như cây bạch dương, tuyệt đối sẽ không trở thành cây du đâu ạ. Tốt lắm, vậy từ giờ ai nấy đều phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong học tập và trong cuộc sống các em nhé. Vâng ạ. Jacob, em có gì muốn nói vậy, cứ mạnh dạn lên. Thưa cô, em cũng muốn trở thành trụ cột như cây bạch dương, nhưng giá mà em có thể làm một cây du bé nhỏ nữa. Jacob, nãy giờ em có hiểu bài giảng của cô không đấy? Dạ, có ạ. Cô đang giảng về trụ cột và cô muốn chúng em đều trở thành trụ cột như cây bạch dương kia. Đúng vậy, Jacob. Vậy tại sao em lại còn muốn làm một cây du nữa? Thưa cô, cây du nhỏ bé và cong queo không thể làm trụ cột, không thể chắn bão tố, nhưng có thể làm gậy chống ạ. Làm gậy chống ư? Gậy chống thì... Mẹ em bị liệt nửa người, hễ đứng dậy tự đi là bị ngã. Em sẽ phấn đấu học tập rèn luyện tốt để trở thành bạch dương hiên ngang. Nhưng em cũng muốn làm chiếc gậy để có thể đỡ mẹ em không bị ngã nữa. Em làm cô xúc động quá, em đã nghĩ đến một phạm trù khác. Các em ạ, Jacob đã đề cập đến phạm trù đạo hiếu, đạo làm con. Nó không thuộc phạm trù trụ cột hôm nay, nhưng Jacob đã không sai khi luôn nghĩ đến mẹ mình. Hẳn là mẹ em phải tự hào về em lắm. Các em ạ, hôm nay qua ý kiến của Jacob, đúng là bên cạnh việc phấn đấu trở thành trụ cột, chúng ta cũng không thể quên công ơn sinh thành, dìu dắt của mẹ cha để yêu thương, đền đáp cha mẹ, phải không các em? Dạ, vâng ạ. Sao anh lại nỡ bỏ em mà ra đi thế này? Cuộc sống bây giờ với em chả còn ý nghĩa nữa. Alo. Hương đấy à? Tối nay tất niên sang nhà chị nhé. Em không tới được đâu. Thôi nào em, đừng buồn về chuyện đã qua nữa. Em hãy cố quên để sống cuộc sống của mình phía trước nữa chứ. Em không thể chị à. Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng chắc là em không đến được đâu. Chúc gia đình chị một năm mới an lành. Em chào chị. Hoa đào đẹp quá anh nhỉ. Ừ, mình chọn cành đào này nhé. Thế là Tết này nhà mình đầy đủ hết rồi. Gắn lên thôi em, rồi mai này chúng ta sinh con. Các con sẽ phụ giúp mình dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Khi ấy Tết sẽ vui lắm. Cái anh này. À, mà anh quên chưa hỏi, em thích chúng mình có mấy con? Em thích hai, một trai một gái. Ừ, thế là đẹp nhất rồi. Thôi nhanh lên anh, mai đã là mùng 1 Tết rồi đó. Sắp sang năm mới rồi mà các cháu vẫn đi bán hàng sao? Ba mẹ của các cháu đâu? Ba mẹ mất vì tai nạn năm ngoái ạ. Thôi đánh đi Út, anh đã dặn là em không được khóc rồi còn gì. Tội nghiệp quá. Vậy giờ các cháu đang ở đâu? Chúng cháu sống ở ngôi nhà bỏ hoang đằng kia kìa. Cô đang khóc ạ? Cô không sao đâu. Mà các cháu có muốn về nhà cô đón năm mới không?
cô sẽ rất vui nếu có các cháu đón giao thừa cùng. Cô sống có một mình thôi. Vâng ạ, vâng ạ. Nào, vậy thì chúng ta cùng về thôi. Cô tin là cô cháu mình sẽ có một cái Tết thật vui và đầm ấm. Trả nợ. Chà, mệt quá, khát nước nữa. Ăn đây rồi. Mát quá đi mất. Cứu tôi với. Trời ơi, sốc. Ôi. Sốc to quá. Mình không thể đến gần sốc được. Làm thế nào bây giờ? Bắt lấy thân cây này để khỏi bị trôi đi. Tớ sẽ đến cứu cậu. Trời ơi, sốc. May quá, cậu tỉnh lại rồi. Tớ vẫn còn sống sao? Cậu không sao rồi. Lần sau phải cẩn thận nha. Không biết bơi thì đừng lại gần sông suối. Mùa này lắm lốc xoáy lắm. Cảm ơn cậu. May mà có cậu. Nếu không thì... Không có gì đâu. Sao lại không có vậy? Nước xiết như thế mà cậu dám liều cả mạng sống để cứu tớ. Lúc đấy tớ chỉ nghĩ đơn giản là bằng mọi giá phải cứu cậu. Làm gì nghĩ thêm được nữa chứ. Cậu đúng là người bạn dũng cảm, tốt bụng nhất mà tớ từng gặp. Cảm ơn cậu. Ha, một con mồi đã sa bẫy. Cứu tôi với, cứu tôi. Con thỏ này béo thật đấy. Trời ơi, con thỏ gặp nguy rồi. Phải nghĩ cách cứu cậu ấy mới được. Mình nhốt nó vào lồng rồi lại bắt tiếp mới được. Ai ném vào đầu ta đây? Trời ơi, ông. Anh em, mau tấn công kẻ phá giấc ngủ của chúng ta nào. Cứu tôi. Nào, lên đây tôi cõng. Mau chạy thôi. Sốc, cậu. Có phải chính cậu đã chọc giận nhà ông để họ tấn công ta thợ săn kia không? Tớ không còn cách nào khác nên phải làm thế. Rồi chúng mình sẽ tới xin lỗi nhà ông sao? Quan trọng là cứu được cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Có gì đâu, tớ nợ cậu mà. Lần trước chẳng phải chính cậu đã cứu tớ thoát chết sao? Xây tổ. Kiểu này mùa đông lại sắp đến. Phải mau chóng làm cái tổ mới, rồi còn trú đông nữa chứ. Kìa, anh Sáu Nâu, anh đi đâu vậy? Tôi đi kiếm chỗ để làm tổ anh à. Vậy thì anh có cùng ý tưởng với tôi rồi đấy. Vậy ư, vậy chúng ta cùng lên đường thôi nào. Khu này thưa cây quá, mùa đông sẽ rất rét. Phải đấy, hay là chúng ta xuống cây kia nghỉ một lát đi. Ừ. Hai anh Sáu đi đâu đấy? Chúng tôi đi tìm chỗ làm tổ anh à, mùa đông sắp đến rồi. Vậy à, tôi cũng mới vừa làm tổ xong, các anh sang bên khu rừng đằng kia kìa. Ở đó cây cối rậm hơn, làm tổ ấm lắm. Thật ư, cảm ơn anh giúp chè nhé.
anh Sáu Đen ơi, dưới đây có mấy chặt cây có vẻ ổn đấy. Chúng ta xuống xem thế nào đi. Vẫn không ổn anh à. Cái cây này nhỏ quá, chỗ này cũng đâu có kín quá đâu. Tôi thấy loài sáo chúng ta nhỏ nhắn, nhẹ nhàng. Chúng ta cũng đâu cần làm tổ trên những thân cây quá to chứ. Thì tùy anh thôi. Vâng, vậy chào anh nhé. Mình đã tìm mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nào như ý cả. Ôi, tuyệt quá. Vậy là cuối cùng mình đã tìm được một nơi như ý để làm tổ rồi. Mùa đông mà nằm ở đây thì còn gì bằng. Này, anh Sáu Nâu. Ôi, anh Sáu Đen, đã làm xong tổ chưa thế? Làm cái gì? Giờ tôi mới tìm được chỗ làm tổ đây. Anh xem này, ổn chứ? Chà, chà. Tôi đã chọn thì chỉ có mà miễn chê thôi. Mà anh đi đâu đấy? Tôi đi lấy rơm về làm tổ anh à. Chà, ai lại làm tổ bằng cái loại rơm này? Anh nói vậy nghĩa là sao? Mùa này anh tưởng kiếm rơm dễ lắm mà. Khó cũng phải cố mà kiếm chứ. Tôi đã làm thì phải chọn những cọng rơm nếp đẹp, dai và thơm. Thôi, tôi đi kiếm rơm đây. Anh Sáu đi đâu đấy? Tôi đi kiếm rơm anh à. Rơm mùa này hiếm đấy. Anh đi nhiều biết lắm. Có biết chỗ nào có rơm đẹp không? Chỉ có một chỗ. Những cây rơm trong nhà dân. Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi nhé. Tôi đi đây. Trời ơi, cái chỗ của mình này. Bớ kẻ kia, sao lại tranh chỗ của ta? Này, ai bảo đây là chỗ của anh hả? Thì ta đã nhận chỗ đó cách đây cả tuần rồi. Ta kiếm đủ rơm để về làm tổ thì mi đến tranh. Đến nhận chỗ ư? Anh thừa biết là ai làm tổ xong trước thì là chỗ của kẻ đó. Khu rừng này đâu phải của riêng ai cơ chứ. Đấy, anh cứ đòi tất cả phải thật hoàn hảo, phải thật đảm bảo, nên thành ra nhỡ dở thế này đây. Mùa đông đến rồi mà vẫn chưa xây xong tổ. Đôi khi biết điểm dừng cũng là thành công rồi đấy anh à. Tôi thôi, để tôi giúp anh. Chúng ta sẽ nhanh chóng xây một cái tổ. Tôi tin là hai người cùng làm thì sẽ nhanh thôi. Cảm ơn anh. Anh tốt với tôi quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.